Ngoài những cái chương trình thời trang ra thì em cũng rất là quan tâm những cái chương trình mà mang tính chất là gọi là truyền hình thực tế đó quý vị. Thì sau đây là em xin mời được toàn thể quý vị và các bạn sẽ đến với một trong những cái chương trình mà gọi là hot nhất là năm qua đó quý vị. Thì xin thưa với gọi quý vị là cái chương trình của em là quý vị biết là em đã dẫn chương trình cặp đôi hoàn hảo không? Quý vị biết không quý vị? Quý vị biết em dẫn chương trình thực tế của bước dậy đúng không quý vị? Quý vị biết em nhảy dẫn chương trình The Voice Kids đúng không quý vị? Dạ bữa nay em tổ chức chương trình The Voice Cúc. The Voice Cúc là dành cho những em nhỏ nhắn thân hình như chim cúc. Và bây giờ chương trình The Voice Cúc bắt đầu. Giới thiệu thí sinh nhà cửa xa xôi từ miền xa xin thi trước, rất là ham học, rất là mê âm nhạc. Xin giới thiệu thí sinh Mr. Bell. Chào thân. Một tràng pháo tay cho thí sinh Mr. Bell của quý vị. Hả? Trời ơi. Hình như con bị Mr. Bell xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn trẻ và các bạn nhỏ kính mến. Thôi thương rồi. Ê. What's up baby? Chú nè. Biết chú hả? Coi chú trên truyền hình hoài, bữa nay mới gặp chú đó. Biết chú hả con? Con đăng ký lâu lắm rồi, bữa nay con mới được lên thi nè. Biết chú chú hả? Mà. Là ai? Hỏi hoài chú chứ ai. Con dạ. Biết chú mà. Biết rồi, thì chú là ai nói nghe coi nè, chú là ai? Mệt quá, hỏi hoài. Con biết chú. Chú làm chương trình The Voice Kids đó. Biết rồi thì đó, nhưng mà chú thì chú chấm cho ông Phương Mỹ Chi á. Đúng rồi, thì biết chú là ai? Là như con không biết vậy. Trời ơi, có tôi tới sáng luôn mà thiệt á, là nổi điên. Bây giờ chú hỏi lại một lần cuối, con có biết chú là ai hay không? Chú tên Thành. Đó, phải như vậy đó. Không bây giờ nói luôn được cái lót là hay nè. Tên cái gì nè? Hả? Tên lót là tên gì? Thì chú là tên Thành đó. Con biết mà. Con biết chữ lót với cái chữ chót không? Lót chữ đầu á hả? Biết sao không biết. Tên gì? Không hoài. Làm như người ta ngu lắm. Thôi bỏ đi ha. Mình bỏ qua cái giai đoạn chú đổ chứ. Con hả? Chú tưởng con còn nhỏ, con không biết chú là ai hả? Biết chú bộ, chú Thành. Chú là chú Thành. Mình Thành hay Thành? Chú Thành á. Nó nửa Thành nửa Thành. Bây giờ cô nói là Thành hay Thành? Thành chú. Cái tên đầu của chú con biết luôn nè. Tên gì? Nói chú đừng có khen con nha. Con nói chú thưởng con nghe. Tên gì nè? Chú Thủ Thành. Làm như không biết vậy. Đố hoài. Sợ rồi. Mặt xanh lè. Không Trấn Thành không? Trấn Thành. Mệt quá. Trấn Thành. Thủ với Trấn cũng thứ một hả? Bắt lỗi có phải hoài. Em con thi nít mà nó trả treo quá. Nít hoài. Rồi thi. Rồi con nói là đúng hết. Được chưa? Cái nho ông bà xưa ta kêu Trấn là thủ đó. Rồi bây giờ là ở dưới quê lên đây phải không? Dạ con nghe chương trình chú thông báo. Chú gửi điện về nhà đó là con lên liền. Đúng con rồi. Đi 7 ngày rồi mới tới. Trời đi gì mà dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không có. Đi bằng gì? Ghe. Quê con ở miền sông nước. Trời sâu quê, lắm. Quê con ở đâu? Cuối cùng ở dưới kia. Quê con ở đâu? Chú hỏi anh chị. Không phải biết chứ, biết cái lý lịch của thí sinh chứ con quê con ở đâu nè. Chú biết Bạc Liêu không? Biết, biết. Quê con ở Cà Mau. Sao nói luôn đi vòng vô Bạc Liêu chi vậy trời? Thì đi Bạc Liêu mới tới Cà Mau. Thì vòng vô Cà Mau luôn đi. Thì thôi con nói vậy chú biết được rồi. Rồi con ở Cà Mau, rồi ba má con ở đâu? Cà Ná. Sao kỳ vậy con ở Cà Mau sao ba má lại ở Cà Ná? Chú mới kỳ á, thì ba má con sanh con ở Cà Mau thì ba má con ở Cà Mau chứ. Chú hỏi vậy chi để cho con nói Cà Ná. Nó bắt bẻ mà nó giận họng con ghê lắm á. Chú mới nhiều chuyện á. Nó giận lân thì nó nói luôn Cà Mau đi, nó còn móc mình Cà Ná nữa hả? Con còn nhỏ tuổi con không biết thì chú hỏi gì cho nó gọn gọn đi. Biết rồi. Và Cà Ná với Cà Mau phải không? Là ba má là Cà Mau, con Cà Mau phải không? Đúng. Và Cà Mau phải không? Cà Mau. Rồi. Lớn là nhiều tuổi? Hai. Mặt này hai tuổi. Hai. Nói bao nhiêu tuổi hả? Ba. Thế nãy 2:03. Bốn. Không có tập đọc nghe, mấy tuổi? 14. 4 hay 14? 10, 14. Con lớn hơn Mỹ Chi.
Trời đất ơi, gần hết cái tuổi cuối cùng mà tham gia năm sau là ngưng thi rồi đó nghe. Con với Mỹ Chi là bà con á, Phương Mỹ Chi á. Biết hả? Dạ. Phải không? Bà con. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa quan hệ sao? Ông nội của con Chi với ông ngoại con hồi xưa ăn bún riêu chung. Gần lắm. Rồi sao thân vậy? Thì hai người ăn chung mỗi ngày đó, thân rồi kết nghĩa với dòng họ luôn. Ồ vậy hả? Dạ, mà chia tay rồi. Giờ con với gia đình Chi không có thân như hồi xưa nữa. Sao vậy? Con nội con lấy mắm tôm trội vô mặt con ngoại con Chi. Cô chị ăn uống thông đi cho luyện cho mặt nó có thú gì cả. Biết ai không hồi xưa, con biết nghe kể lại không? Rồi thôi bây giờ thì con có quen Mỹ Chi, con có cái gì dính líu tới Mỹ Chi không? Thì con bà con thôi, con là con có họ đó, hồi xưa ông ngoại con là... Ủa họ Phương luôn hả? Đặt con họ Phương luôn, cái xã con là họ Phương Mỹ nhiều lắm. Vậy thì cái tên thiệt của con là tên gì nè? Phương Mỹ Chu. Phương Mỹ Chu à? Dạ. Nghe cũng được quá ha. Rồi, dạ. Rồi bây giờ thi môn gì cho chú nghe coi. Dạ, thưa tên là Phương Mỹ Chu nha. Chú mai mốt chú giới thiệu con trong chương trình là Phương Mỹ Chu. Còn hồi nãy chú giới thiệu Mr. Bell, không phải tên của con đâu. Cái đó là tên Facebook. Nó 14 tuổi mà nó tên Facebook nữa. Rồi nói đi con. Dạ. Dạ môn đầu tiên thi cái gì vậy chú? Sao con thi chứ ai chú ai biết được. Vậy bây giờ vòng đầu tiên là chú muốn cái gì? Nhảy được không? Cái gì cũng được, ở dưới quê nhảy hoài. Nhảy phải không? Rồi kéo kéo mở 500 bạc nhạc đen cho em nó nhảy. Nhạc tự do hả? Tự do. Đó. Cái gì vậy? Rồi. Bị gì vậy? Rồi con sao bị gì? Làm gì giật dữ vậy con? Đó. Có sao không? Cái gì vậy? Con. Chú có giỡn em có sao không vậy? Con. Chúng ta sẽ có giỡn rồi. Con. Sao nó càng nhảy càng quéo vậy? Con. Sao vậy? Mày tắt nhạc đi. Tắt. Trời ơi, nó như con cản đường Hugo vậy trời. Chú Thành cứu con. Gì vậy? Bị gì vậy? Giật bẻ. Trời ơi, mày búa cho giữ cho mà giật bẻ. Dịnh lại đi. Rồi. Chú ác quá. À. Trời ơi. Cho nhạc nhẹ nhẹ thôi chú. Nhạc tự do chú cho nhạc gì là lăn năm xích sao nhảy nổi. Chứ con dừng con giật dữ vậy. Mai mốt cho nhạc im dịu đi con nít mà. Trời ơi, bây giờ im dịu nè. Mệt ghê đó. Bây giờ nhảy là thấy con trất quất rồi. Mệt quá. Quê với Cà Mau đúng không? Dạ. Là gần ở chỗ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đó bên Bạc Liêu. Bác Lầu hồi xưa nổi tiếng đó, về ca cổ lắm đó. Thì đó có biết ca giọng cổ không ca chú nghe? Đó là quê hương con mà. Ca bà về quê Cà Mau đi cứ. Tỉnh khác được không? À. Thế ca Cà Mau. Sao mình Cà Mau mình ca tỉnh mình ca tỉnh. Rồi, rồi chú là MC giám khảo mà. Chú kêu con hát gì? Con hát cái đó. Con ca bài nói về quê hương Cà Mau của con. Cà Mau của con. Là cuối cùng đất nước. Không cần giới thiệu địa lý đâu con. Vậy hả? Mình ca luôn đi. Ai biết chú muốn kể luôn. Cà Mau ngay quê con là nổi tiếng dùng có lát làm chiếu. Làm chiếu á, lấy cọng lát làm chiếu. Trời đất ơi, nó nói từ cái có lát ta tưởng người ta bị lát thì nó nói phải vô vấn đề. Không. Rồi. Làm chiếu thì ở dưới Cà Mau có bài nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Là bài ai gì? Có biết bài đó? Tình anh bán chiếu. Ờ đó vậy được á. Rồi dạ. Ra chứ nghe thử. Dạ. Xin gửi đến quý vị khán giả ban giám khảo bài hát Tình anh bán chiếu. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngà. Bảy cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Thôi bỏ đi hả? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ liền luôn đi. Trời ơi. Sao chú? Người ta là nghe cắm sào bên gờ kênh ngã bảy. Rồi cô gái năm xưa mới chẳng thấy ra chào. Nó tới cái ngã nó cho ta đậu luôn ngay bùng binh nó không cho đi. Rồi bảy con mẹ phóng nó cùng một lúc. Làm sao vậy? Con Đức Hơi. Đức Hơi thì đừng có ca cổ. Ai biết nãy mình ca cái môn gì hợp với cái hơi mình đi. Môn thì chứ người ta nhỏ, còn nhỏ thì tới đó bị đứt hơi. Mai mốt ca lại dòng kinh ngã bài. Ờ dễ thôi. Vậy đi. Nghe bây giờ chuyển qua dân ca đi cho nữa nó nữa hả? Dân ca nó hợp với con hơn. Dân ca hả? Biết ca nhạc dân ca không? Biết, cái đó cũng biết lắm. Ca bài về quê mình luôn đi. Dạ xin gửi đến quý vị giả ban giám khảo với chú Trấn Thành. Con xin hát bài Áo mới Cà Mau. Ê hey, không được.
Bài đó ông Mỹ Chi hát rồi. Sao vậy? Sao chú cho nó hát trước con? Vô duyên nhạc của ta thì ta hát thì... Con lên con thi chú chừa bài đó cho con chứ. Có lẽ nghe nhạc của ta chứ không phải của nó đâu trời. Nhỏ này chuyên môn ha, đi trước là giành bài hả? Con bài một ở dưới quê con với nó hát chung mà nó đi thi là nó lên trước là nó ca bài đó hả? Rồi bây giờ có ca không? Đổi bài khác đi. Rồi đổi bài khác. Con cũng phải ca bài đó. Ca bài khác đi. Ông mới gọi mau. Mau nữa hả? Nó ca rồi ca gì nữa? Con ca trên nhà, nền nhạc đó, con sửa lời. Ai viết? Đi trên ghe con viết luôn. Hả? Về ai? Gia đình con nói nặng nói nhẹ con quá. Trong lúc đi con buồn bực, con viết luôn bài hát nói vậy con. Gia đình gì nói nặng nói nhẹ nói trời đâu nói cho chị ca nghe. Xong rồi mới biết. Rồi, rồi bài gì tên gì? Hôi lắm thằng Beo. Nghe cái tên thôi thấy nặng mùi rồi đó. Coi ca đi con, ca thử chú nghe coi làm sao. Dạ xin quý vị khán giả và ban giám khảo và chiếu Trung Thành, con chuẩn bị con hát bài dựa trên nền nhạc Áo Mới Cà Mau. Rồi. Con hát bài Hôi Lắm Thằng Beo. À. Ca đi con. Chú biết bài đó không? Dạ biết. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Chính xác. Bắt đầu. À. Bài 2 của con. À. Nghe nói thằng Beo hôi lắm, nó tắm rồi nó vẫn còn hôi. Thằng Beo hả? Thằng Beo ngồi đâu hôi đó? Chết cha, nó lên tới cái đẳng cấp đó rồi hả? Mà nó đứng nó hôi cả người. Mà tao đánh luôn đây. Nguyên cái bài nó bốc mùi từ đầu tới đuôi hả? Trời ơi, con lớn rồi, 14 tuổi rồi, sao không tắm rửa sạch sẽ để nó hôi, nó thúi từ đầu tới đuôi vậy? Tại đi trên ghe 7 ngày, không có tắm. Gia đình nói mày tắm đi, mày không tắm hôi lắm, con thì... buồn, con viết bài đó. Không kể nó đi, chuyện mình viết cái nhạc của mình viết, muốn viết gì mình viết. Vậy giờ chú muốn làm sao? Chữ thơm đâu, nó cùng dần bỏ nó vô. Khó đi tắm quá. Cho nó thơm. Rồi, khó quá. Ca lỡ nè. Tới đâu rồi? Mà nó đứng nó hôi cả người. Mai mốt thằng Beo nó tắm. Đó, phải được không? Con đích là phải tắm nè. Đó, bắt đầu được rồi đó. Tiếp con. Nhưng tắm rồi nó vẫn còn hôi. Dù cho thằng Beo có tắm, người thằng Beo cũng thôi như thường. Giơ tay rồi. Đậu rồi. Rồi đậu. Ừ vô. Lãnh giải. Lãnh gì chú? Cơm hộp. Hả? Ăn cơm hộp hả? Cơm hộp thôi chứ ca vậy ăn cơm hộp đâu chúng ta. Cảm ơn chú Thành. Ừ. Cho con lãnh vài hộp xuống ghe cho ba má con với gia đình con ở dưới nghe. Ba má nữa hả? Dạ ở dưới ghe. Rồi thì cho ba má với con mỗi người ba hộp rồi. Đi. Không có phần của con đi theo nữa một xà lan lận. Cảm ơn chú Thành, cảm ơn, để con vô lãnh con. Dạ chào quý khán giả, chào ban giám khảo. Chào ơi. Em đậu rồi, chào ban giám khảo. Em con vô ngay chú Thành. Con ca có một bài mà nó cho một xà lan người ăn. Chào ơi, vô trình phát tiền, phá sản, tuyên bố, ngoái. Con cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú Thành. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Mình đâu rồi?
lên đây có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có con tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh đây, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi, có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện chứ về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, rồi mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Chắc em chết. Thôi đừng buồn, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận Bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận Bả. Mình nói gì vậy, mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nú không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám à, bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ mà... nói tiền dây, nói tiền dây. Nói từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì dạ, phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh, dạ. Dạ. Nói đi, nói. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nha. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ, từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình hả? Nói lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Hả? Juliet của lòng anh, Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thằng trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Ôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tọa theo. Và cuối cùng, Cảm ơn ông thằng đẻ Đã cho chúng ta một đứa con. Ôi, ôi, Juliet, Romeo. Ếch ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ếch không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không. Từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm chi cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo. Chỉ cần có Romeo. Không cần cái máy giặt Sam vô.
Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ một tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ một tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ một tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ một tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè, là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết, rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để tôi hả? Có công việc làm. Không. Trở lại. Mình ơi mình, cứu em mình ơi. Anh đây. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố mình ơi. Anh đây có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em. Em không hiểu gì hết. Có chuyện mà... gì? Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông. Những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên... À, thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tại đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đấu xử anh quá trung thủy. Tại đang em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông em làm cái gì? Không em có. Đánh người đàn ông em làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng vậy hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Chắc thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi im đi nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao? Anh đâu có lộn gì đâu mà chỉ ngờ, bữa nay mà em vô nhà mình cũng ăn cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà đâu? Bước dạ. Qua đây. Đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Hả? Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, chết quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh, cái chuyện phải có lý do bình tĩnh, anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê ông đừng có nói bậy nghe cho. Nói bậy cái gì? Nên đi im để cho người ta nói.
Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Ôi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở ly dâu. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đánh đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy, hát quá vậy. Bà hát mấy tiếng hồ đó, ba bốn tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Anh hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đớn. Đúng rồi đó. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện không phải có bàn chứng, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện không phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Không. Em cua đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho, tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc, đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng cho vợ chồng tôi. Tăng 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 bụng thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bàn chứng đâu? Bàn chứng đâu mà tôi mèo mã gà đồng, tôi cầm cái nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng, đúng. Và vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời ơi. Đúng, đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo, cho ai cho? Ở vậy hả? À, ở ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên tao sao ăn đạt thành con mèo luôn tồn lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà nó bị mờ. Mày bị đọc cái bảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hay tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây. Mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Mày đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy xong hả? Bà nội cho đi. Đồ cái thằng tào lao. Bà nội cha mày. Gia chủ nhà đó. Không chửi tao cũng chửi. Mà thay ông gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ. Còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mới tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹ đội gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi, ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho Ami nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho Ami đứng lại. Trời ơi, sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ bà đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ két. Két ông nội mới hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa két
đứa tịt tâu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ba cái nhòa cho mấy tịt tâu. Mình nhà chi á, không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô, mê ô đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện á. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa. Tét nhọt đi. Tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Châu Ly S Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Một vài bà nội cho mày. Trời ơi, tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp tiếp tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo. Châu Ly S. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Anh sẽ vì em lộn thơ tình ơi. Còn mai cái thành lâu đài đời chiều một đêm trăng nào tới đời chiều về hôn lên làn tóc đời một ngày âm vang đời mới đâu hai đứa chúng ta mà thôi tình đâu cả đã bị bao vây tất cả giọng nhòa đi chú bác ở cái số này biết mạnh nhất đào của anh giọng nhòa. Ra dọn nhà giùm tôi đi mấy chỗ. Thưa quý vị, dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mezan. Dầu ăn Mezan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mezan về, có Mezan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3. Đều, go, 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 hey. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi. Đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cây truyền chung tình. Khóc than điên em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu. Ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chạy dọn nhà kế nhà tôi. Ngày nào chúng hát ba cái nhạc sầu lao thế trời ơi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được. Ông bước qua đây. Bước qua đây nói chuyện với tôi. Qua đây. Gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi. Gì? Nhìn gì? Sao?
Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngay. Tôi khoan mà. Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng không gì? Ăn mặc kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần thì săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá. Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau. Mỗi người một thể loại, mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung. Mình hát nhạc trẻ cho chi? Cho nó phơi phới nữa, nó trẻ trung, cho nó mơ mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt chảy xệ, à không? Ý, sao trùng hợp vậy? Nè, không có giỡn nha. Hát như tôi á, là phải hát những cái bài hát. Hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. À. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. À. Chỉ có nhà của tôi. Sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc. Không được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết. Sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu. Được chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Chiều sâu gì? Nó chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Gì vậy? Đứng đó là biết. Hay chưa? Già mà chướng. Cái gì chứ? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi. Cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. À. Người ta gõ xuống là piano. À. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe, còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió, núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, núp trong gió, được rồi, ông cứ đứng yên đó nha. Để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Già móc dữ hơn. Ngày nào cũng móc mà. Chà. Già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè. Ông phải nói cho đàng hoàng. Ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Thì ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar. Chứ giờ ông già rồi không móc cái gì. Không lẽ móc ống cống. Thôi im đi. Nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu. Nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Đến đây. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập với bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, cô ăn phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi
Vết bùn, vết bùn. Là gì? Ngu như bò. Vết bùn mà ngu như bò. Trình độ. Vết bùn là bà hút, bà hút. Ờ được rồi, rồi. Nó con bò là nó hút à? À ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này là ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình mới đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mới truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện là cảm xúc truyền truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi, tào lao. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Thôi ông đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nó nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước. Hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát mà bác khị hay sao mà hát? Sao? Cái gì? Bác khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thằng lắm nha. Móc. Thằng lắm á, đừng giỡn. Biết rồi. Móc đi, móc đi, bắt chấp hết. Rồi. Ban đêm đã. Ban đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Ha, phải hiểu. Hiểu, hiểu. Ha, phải hiểu. Then you have cô hồn. Cái gì vậy? Của anh nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi. Trưởng thành hết rồi. Sao? Chơi cú quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Hả? Chà. Cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Vô gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt. Cô nhớ em, nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó cha nội? Nó đang tình cảm nó thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít, chứ mà lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ôi ơi, thét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bà bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nhẹ nhàng tình cảm mà mình không thiếu phần này. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi. Sao? Nín nghỉ. Sao ông nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. À. Ông hát nhạc loại gì đâu mà. Là gì?
Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau ok là phải nói như thế này: em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok em về đi, anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê quýnh biệt kì từ đây. Hát xong bài đó là nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi, ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu cái quần ô ô ô vẫn còn nguyên ô ô. Em sẽ đi ô ô ô sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, các bạn người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì ông? Ông chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm như có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy. Sao? Em xé đi, em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ bye bye anh về với mẹ anh liền. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Ha. Hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi, nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác chính lùng bác chỉ cùng cái bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nghe tôi nói, ủa bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đừng thích, con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi ba tháng sau có bầu. Hát cái gì? Ông chỉ đó ra ra mới hát vậy chứ con nít tao mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Hello. Chim mà ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá, mặc thẹo đầu đinh đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Rồi cái gì? Ông đang hát tập mấy tập mặt. Nè nè nè. Ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Không. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây một dùi. Không bao giờ dê, tội dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Mỗi lần gặp là than, hổng dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Vậy em xuống qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè. Gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn. Nè. Sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chính? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi, bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường.
mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đứa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì trong? Hay đưa không được thì nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi cái anh Chính nha. Hát đàng hoàng là phải hát, hát quê hương chữ tình. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi, nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. Trên đọt có trái khế chua. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cây khế nào cũng có trái chua, trái ngọt, ngọt ngọt ngọt, ngọt có lâu lọt chọt mấy trái chua. Thôi được rồi, thôi thôi khỏi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Hát móc nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ồ, sao thay đổi quá vậy? Ồ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi ta làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Có những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì chạy nổi? Anh không đến được với em, không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. Mười năm đợi chờ, phải không em? Mười năm hẹn hò, chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay. Công nhận anh hát cái này rất hay. Biết kết hợp đông tây rồi hòa hợp tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày ấu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vậy. Trời ơi. Có không? Ông gì? Có không? À, nè. Hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi mấy cái bài gì đó. Cái nhạc gì hip hop gì đó. Tôi không ưa. Đó là nhạc
Lê Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường được rồi. Lê Đường. Đó... hip hop là quan trọng là cái nhìn mấy đứa hip hop mình phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Mà cha. Có lý do hết á. Cha. Là nó nhảy nhảy giống như con kiến chui vô đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, hoảng loạn chạy. Gặp con kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặp kiến chú hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là cái gì? Con bò cạp chui vô. Bị con bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể dài dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi đừng giỡn rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. À, hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng, cái kiểu nghĩa gì mà ngọt thọt gì đó. Rồi. Tôi thử làm ha. Dạ. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Thì ông muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì mới có giới hạn chứ. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng hả ông nội? Hát cái mồi tôi luôn á. Ai biết đâu, thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp. Hên, quăng cục nó muốn vô pạp hả gì vậy, dính cục nó muốn. Hang không hang thì lên làm hoài. Táp nó té nhị, hiểu không? Pạp. Rồi. Vô. Táp. Đó. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quang Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Cái gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Không ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi cũng không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà là nhạc hip hop. Mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bằng cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Móc. Táp. Không hiểu vậy nội. Thấy táp tươi quá để cho táp. Thôi đừng có giỡn. Vô. Quá rồi. Tôi chưa té mà ông Uza hàng gì xui té luôn nè. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đây, cái gì? Sao? Đang đạp con kiến chúa. Con kiến. Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông. Giỡn hoài. Nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa.
Nè, bữa nay anh qua nhà tôi, tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi, mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ yêu. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Wow. Yo, ê, chấm được cái gì? Cứ chấm được cái gì? Cứ chấm được cái gì? Chấm chấm chà chà yo. Rồi bây giờ đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim. Bao tim yêu vang lên. I love you. Chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó. Trời đất ơi, quý lắm đó cưng. Trời ơi, trời ơi, cái khoé của tôi đó hả? Đó, thấy chưa? Trời đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao mắc cho là thấy giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục tao nó ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Vừa mắng. Vừa móng hay mà nãy sầu riêng mà thấy cái cây đó. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải vừa bằng cái này. Để chân lên, không có đâu. Tôi không muốn chơi sớm. Đừng Quyên à. Ngồi yên nghe chưa. Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Thôi cảm ơn. Kéo 502 quất lên một phát, lột một cái phạt da non nó kéo lại cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít dễ thương lắm. Trời ơi, cứ tôi không lời tôi đi. Không có nhu cầu thay da đổi thịt. Tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chị muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ.
muốn làm ca sĩ rồi hả? Tôi hát bài tôi không nổi bà. Kỳ ghê. Hát quá trời hát. Không nổi là không nổi. Sao kỳ ra? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Cái này màu lắm mà, này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi. Tôi biết mà. Trời ơi, cái mặt này là màu nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy, cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao, cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á, cưng. Cái mặt sao, cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm á. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy thằng ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chế giúp em nổi đi chứ, giờ em hát quá em không nổi. Giờ có cái cách nào không chứ em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi quá mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con vanilla bão bão. Cái con gì? Con vanilla bão bão. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy nó đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Ừ, hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chơi thấy nó quá thông minh quá rồi. Quá thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi trời nhang khói, mùi bánh ơi, kẹo nó tới. Nói không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chuyển em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì chứ? Cưng phải tạo lên một cặp đôi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình ngươi theo gió mình nổi ra luôn. Có nghĩa là tạo xì cân anh. Chứ đi theo cưng chứ làm manager của cưng. Hay quá trời ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là gì vậy? Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em. Chế quản lý cho cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng chế cho em. Chế lo cho cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đợi Thanh hay đợi Nguyễn vậy cưng? Dạ đợi đường chế. Đó, trời ơi. Cái nệm xe, đội thất xe của cưng lay quá rồi. Khổ ghê, vậy ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi. Chế ráng chế ngồi cho kỹ nha. Rồi, đây. Chế giữ em chứ. Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản của em. Rồi, sự nghiệp cưng trong này, sự nghiệp chế đây rồi. Cố gắng lên nha. Đi. Lên đường. Lên đường. Khùng nào má. Trời đất ơi, Âu Dương súp bà sâu cái người mà kêu bà ra làm scandal này bà ra bà công chuyện này bà, tôi hẹn bà là bà đeo đâu rồi. Súp bà sâu hả? Bà Bảo nghe nè. Bà đâu mà bà Bảo? Bà Bảo đang tới. Sao cái giọng bà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này đâu phải sai ke, giọng này là tối qua cái đám ma nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khen tiếng rồi. Bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian. Cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài à. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ giấy thun dễ sợ.
Trời đất ơi, hồi nãy mà nói bà ra khỏi nhà rồi, bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mền. Hoa lạnh quá, mình đi đâu mình lên xếp mền. Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi. Cái sực nhớ chưa xếp mền, quay về xếp mền ở trên giường. Bà bảo là người ngăn nắp mà. Bây giờ bà làm con quan trò dỗi, tôi đang đợi bà mà từ nãy giờ mày xếp mền á, mà nói tới lẹ lên. Rồi, bà bảo tới liền. Gọi nữa cơ. Trời, nó chưa tới nữa hả trời. Tao đành bỏ anh đi à, bao ngày tháng bên nhau à, ta chưa từng nghe hồi lặng ghê. Anh thích ăn khoai mì à, còn mình ăn à, anh thích ăn khoai tây à, em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai. Chăng chăng trời ơi, hèn chi nãy giờ mà giật ngứa muốn chết à. Mềm lăng sao mà vô tới chỗ vậy bà nội? Alo, bà đâu rồi, bà đỡ bà. Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi nghe tiếng gió gì cho vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Biên biên biên, thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại, người ta bớt kèm kìa. Cái gì vậy? Công an hỏi. Bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền nè. Công an hỏi, chắc là lâu lắm nữa. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao kìa. Ôi. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày tháng bên nhau à, ta tắm mưa cùng nhau. Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời. Trời ơi. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày tháng bên nhau à, ta tắm mưa cùng nhau. Con nghĩ gì lì quá, công an bắt mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày. Tao không tin tao kiếm không được mày. Trời má ơi, công an bắt mà còn gọi được nữa hả? Alo má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm bảo bảo, nói bảo bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè bảo bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? À, tới rồi, à, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ô vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày? Alo. Alo. Ừ, à, bà Bảo tới rồi nè. Mày à, Bảo Bảo, mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi, tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày xạo hả Mười? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thung hả? Tới rồi. Bảo Bảo đẹp không? Super soi đẹp không? Ừ, danh bất hư truyền nha, trời ơi, công nhận. Khoan, đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận đi Thương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời. Mua đen mà. Này trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo, trời, lần đầu tiên thấy trời ơi,
làm như là bị đê phải không? Ai nói bị đê hả? Tao ăn gái thiệt đó bà nội. Ai á? Im đi. Nghĩ sao vậy hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà, nguyên cái quán không có một con người nào hết trơn á. Tại bà nãy có người á mà 5 tiếng đồng hồ ta đi rồi. Tôi nói thiệt nha, tôi nói phải tôi khen nhau, lần đầu tiên tôi gặp bà tôi mê bà quá. Phải không? Đúng là tranh bất hư truyền. Ông giận tôi móc khóe nó giới thiệu đúng người ghê thôi. Phải không? Nói thiệt, tôi chưa thấy con nào mà xấu hơn bà đó. Rồi tôi nói tôi phải chê bà nghe, không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Rồi bà xấu xúc phạm người nhìn phải không? Bà xấu mà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, nhìn bà giống như cái con gì á, cái con bulldog á, cái con chó mà cọp á biết không? Cái con chó mà để hai cái họng nó xả xuống này nó đi cái nước miếng nó chảy lùm la đó. Rồi tôi nói thiệt, khốn nạn hả? Đi tiện gì? Hạ lưu, bỉ ổi, vô sĩ, nữa đi. Mang trá. Thôi nghĩ sao vậy? Hả, nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy vậy hả? Không nghe nói mà làm đủ một chuyện, không có chuyện gì mà ông dám làm mà lên trên báo rồi mà chửi hết nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ, ai cũng chen miệng vô mà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ nhĩ mình thì mình nói thôi. Rồi coi như là trên trang mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi mà tự quay hình mà búa mà bận đồ biến thái mà lên mà búa cột mà làm thế ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Rồi tất cả những cái trang báo mà lá cải, lá me, lá mít gì mà lên trên rồi phải không? Mình phải lấn thân vô thôi chứ sao bây giờ. Mình không có ngoi ngót vô được cái lá sen, lá súng, thì mình phải kiếm cái lá mơ, lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ tôi mình làm gì để dính với nhau để đi nổi tiếng chứ, giờ tôi cũng bán vô kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ, tôi phái bà quá rồi đó, tôi mê bà quá rồi đó, còn bà quá. Oh wow, ý kiến hay quá. Ừ. Ý là bây giờ muốn kết hợp với Bảo Bảo phải không? Kết hợp đi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi hoặc kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ. Tại vì tôi thích tham gia vô cái stupid, bà giúp tôi đi. Ngu. Thế sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Stupid là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái stupid á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là... Trời ơi bà, tầm bậy tầm bạ không biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Showbiz. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà, chứ tôi không có móc lên được như bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tửng cà trời. Mà thôi chưa nha. Nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống tôi múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Không diễn đâu. Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn thì tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách này đi. Bà bảo ra có cách rồi. Sao? Nói một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bảo ra có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S. Sang, sách và sức. Ý là nói hai chúng mình sẽ làm xì căng đan yêu nhau. Hèn, yêu nhau là tôi với bà yêu nhau hả? Dạ, cái này gây sốc rồi nha. Bây giờ mình yêu nhau, Bảo Chi sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chi sẽ đập vô mặt chúng ta. Chúng ta sẽ có xô. Bảo Chi sẽ đập vô mặt bà. Tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà. Dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày. Mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nha. Cái gì mà cái phòng bụi quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi.
Trời ơi, quỷ mất vệ sinh nó sợ luôn, hắt xì tùm lum mà ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời, con biến thái, trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy cho mặt mình thèn gì nãy giờ tôi nghĩ mũi. Trời ơi, mình lặn gán lứa mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô, trời ơi, thứ ăn lông ở lỗ. Gì ăn lông ở lỗ? Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi là tôi nghe là cái con quỷ tư móc khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, đi cặp bồ với bà, thấy không? Bây giờ cậu xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi trực xương vậy nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi, quen. Đồ qua ở chung, trời đất ơi, cho tôi qua ở một cái nhà tao nói nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô, trời nó ở vô mà thì tôi chả thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm như nó ăn không ngon mà cái nhà nó trời nó thúi như cái chuồng trâu thật thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Chịu không? Bà đừng làm mặt tủ tim trước mặt tôi ói, bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy Super Soi? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả, mặt bà khả ái hả? Ừ. Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê, nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi, nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi, y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả? Cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép bà. Trời ơi, con mình nó ở vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời thì người ta cũng tính dữ lắm chứ bộ. Thiệt á, mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á, mà sao cũng ế là sao ta. Là hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con tư móc khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bài cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không, cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người Hà Mã. Cái gì? Điện thoại reo. Người ta gọi trả lời á. Alo. Vâng, tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Soi đây. Bà Bảo, con điên nó chết rồi. Ê, có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo. Alo. Tôi xin lỗi. Chị gọi từ trang không nên tin .vn phải không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi chị lộn số hả? Ê. Ô con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê, mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè, mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. Hàng gì nó hỏi à, cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu, cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê, trời ơi, nói nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài nó nhận lộn người ta chứ, mà nó tưởng bà đó bà nội. Ôi đất ơi, cái gì nữa? Gọi có người gọi xô chửi nha, tao lộn số đó. Mày lộn số nè mày. Dạ em xin lỗi chị. Dạ, chị bên trang không nên tin .vn ạ. Tôi ra coi ạ. Em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ, em là Âu Dương Super Soi đây chị. Dạ. Vanilla Bảo Bảo. Dạ, có cái con cái gì? Vanilla Bảo Bảo. Vanilla Bảo Bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị. Cái con Bảo Bảo nó có ở đây. Dạ. Dạ. Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi, công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này, rồi bây giờ người ta không nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện làm hỏng chứ. Nó mày rảnh lắm à? Trời ơi, nó chịu nhận rồi tự nhiên sao mày khóc chứ, làm tao khóc theo vậy? Tại tao mừng quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức nghệ thuật rình rang, fan club đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ.
Ôi, trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi, mấy cưng làm sao giờ sáng ăn sáng chưa vậy? Trời ơi, có đàn ông con trai còn đùa cơ bắp dạm dở con chuột như con chồn mà la hầm cái tiếng la mà tôi biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi, coi kìa, cái thây thì bự nhất lựa cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Ta nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à. Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho cha. Tốt ghê ha. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc nói gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi mày la tên có mình đứa bảo ảo không vậy? Còn tên súp bà xôi tao đâu? Mấy cưng là súp bà xôi đi mấy cưng. Súp bà xôi bảo ảo. Súp bà xôi. Súp bà xôi bảo ảo. Súp bà xôi bảo ảo. Súp bà xôi bảo ảo. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Đông mà nó sống tới nó phóng tới nó muốn cào tôi ra vậy. Thằng đội lắm. Ê, thằng đội thiệt nè. Thằng đội lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Bà hay quá ha. Hả tôi kêu bà vàng dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổi cái con gấu đi, cái con quỷ này nè. Nó cứ tặng 8 lần rồi, tao nó thúi gấu luôn, khi được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Đưa cái con gấu mới đi, tôi đã nói với bà rồi. Quản lý rồi. Tôi là ca sĩ tôi ăn bận còn chưa nổi bằng bà nữa mà con bà chơi một về hộp hà. Ê nè 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 nè. Nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha. Chế có danh có tánh nha, có tên có tuổi nha. Ngoại hình chế diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm và chế đổi đời rồi. Chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là gì vậy ngoại? Mộc Khuê là móc khóe á ba. Trời đất ơi. Trời cái tên hay quá vậy. Ê quản lý này được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng chế lo cho nó từ bộ đồ chế lo đi đó nha. Được không? Được không? Cưng á. Cưng giải trí cho công chúng mà cưng không có biết nghĩ cho công chúng gì chết hết cha. Ngần này màu cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó, chế phong tước vậy nè. Đó, thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay vòng chế coi. Hay quá trời. Quay nữa chế coi rồi, giữ lại cho chế coi. Đó, đó, đó. Đó, được rồi đó. Thôi, tắt thở. Trời nhìn hay ghê lắm cô. Bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự quấn đi, bà ra bà xiết cổ cho tôi chết cũng đi. Bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi. Rồi. Để tôi tự làm cho để cho nó cắt lại. Rồi xong. Mày muốn. Mày ơi. Lê 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 lê. Má ơi, phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao mấy quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói ra đi. Đi ra. Quỷ vô đã dặn rồi mà. Phải để em chú trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô tao phóng vô một cái tao tán từng thằng một nghe chưa? Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à? Chờ em nhau. Mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới? Ủa hai đứa em chưa là ngôi sao mà. Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa? Dạ. Đấy con quỷ này nè. Con quỷ Vanilla nè, trời ơi, nó xin lỗi chị, nó gắn cặp lông mi nó 4 tiếng đồng hồ.
Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng? Em xin lỗi chị, tại vì em cũng không muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó thiếu ngủ, nó sụp. Em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho vảnh ngược lên cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như vậy, mà con quỷ nó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như chày nè. Nó cho vừa. Chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ cái gì con quỷ đó đó. Trời thì ơi trời. Quá trời. Mà hỏi vậy bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên, giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi 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 bỏ thôi, qua cái lông mi lông mày vậy của tụi em đi nghe không, mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa? Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè, thấy không? Dạ. Xin lỗi em lại chị luôn á, làm lại chị luôn á. Trời đất ơi. Thôi đi ra đi. Chưa chết mà lại gì mà lại. Mà em sợ. Mẹ chị bây giờ em hỏi chị nè. Bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi. Trời đất ơi, con bị em bực mình nó ghê chị, con nó ăn bẩn em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ dạ. Giờ sao nói? Cái bài cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em là phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đi. Cái gì vậy? Tao nói cái tao không vô tao tán từng thằng một nha. Dạ em xin nha. Dạ. Gây hoài. Phải tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Dạ. Nó dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhưng nhạc. Nhưng mà cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận em, của em phối là. Nhưng mà cái mày hả? Chị bình tĩnh chị. Tao nói làm sao? Dạ, nói sao? Dạ. Đừng gây nữa. Nhức đầu nha. Bây giờ em nói. Bây giờ ra bánh đầu tì đi nào. Cho mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Ừ. Mày nói nha. Ừ. Hứa nha. Ừ. Rồi, 2 3. Rồi tao nói. Em đã thấy. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu ra cái búa rồi giờ nó chửi hại em. Kệ đi. Chị. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Chị biết thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy chị? Hay không chị? Chị? Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thấy khoái làm. Dạ quá, để chị nói. Sao vậy? Trời ơi, không phải nghe tụi em. Dạ. Còn cái bài đó nghe đó, nó thấy ghê lắm mày. Trời nó dở dễ sợ lắm mày. Trời tao nghe mà tôi nổi da gà từng cặp luôn à. Nổi da gà không phải là nó hay. Nó ghê quá. Rồi tao không ngờ á cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó ghi vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á nó nghe làm sao mà nó như nó nổi điên lên em, giống như là kích thích quá. Trời cái bài của tụi bay nó kỳ lắm. Tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, mà nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó, cái giọng rap này lạ. Ê, chắc khi nào em mà cà chắc cà khi nào em cà chắc cà chắc cà. Đó. Nhưng mà cái đoạn Tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó, thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bịn cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa thì mới thành ngôi sao nhưng mà được. Bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho chị vô bảng xếp hạng cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị đây nè chị. Dạ. Đây nè, quyền lực nằm trong tay chị. Hay quá, em đừng chỉ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Em đặt vị trí vô đúng chỗ rồi. Đúng rồi, bây giờ hai em cứ yên tâm đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Vượt qua mặt cảm. Tên chương trình nghe lạ chị. Cái chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em á. Đó, đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cơ. Giờ vàng, quá giờ vàng, hỏi em muốn gì chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Ôi giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ủa là có nghĩa là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường á hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời em mê quá chị ơi, đúng rồi. Bởi vì em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin.vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả?
3 giờ sáng mày còn không chịu, mày đi chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. Ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được. Dạ. Cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là những người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa vậy hả chị? Dạ sao kỳ vậy ta? Thì quá nghe chị đi, đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị nói là phải nghe. Yên tâm đi. Dạ. Một người mình chọn thôi, tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy, cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa trầm cảm nó đâu có thời gian đâu, nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái máy tụi bay ra, tụi mình bình chọn là tụi bay có giải thôi. Thôi hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực mà có giải, cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha. Ừ. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao quá. Làm đi, làm đi, làm đi, làm vô phỏng vấn giả đó. Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì để em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Cứ gọi chị là Jennifer. Ba tê bơ hả chị? À. Cái tên gì kì vậy? Trời ơi, tao muốn phóng đưa tán mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì. Để bé này nói, để bé này nó chắc vẻ nó giỏi tiếng Anh. Chị á là Trang Phở. Hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Jennifer. Đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày vô đó mà Trang Phở. Bạn bà nó chứ chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là chị. Dạ. Jennifer. Trời ơi. Tao sẽ keo rồi nha. Cái gì vậy nè trời? Xin lỗi. Trời đất ơi, nó phóng tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó làm sao chị? Bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi, vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Diệu Qua Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được hai ngôi sao rất là đình đám của show VIP đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? Dạ, chúng em nói cho đều á, nói cho cái đều. Đếm 2 3 đi. 2 3. Dạ chúng tôi. Chúng tôi. Chúng em là cho nó thân thiện. Chúng tôi là chúng. Trong chúng em đi. Lại chúng là chúng tôi. Nhanh cương. Ví dụ như là mày cái người nhỏ hơn mày câu chứ mày em á. Bây giờ thì chúng tôi. Rồi chị đi. Chúng tôi đi. Ờ. Dạ. 2 3. Dạ chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Thôi bỏ đi, bỏ quá. Đi. Khoan bỏ cái chào đi nha. Chúc tập lại đi rồi chào sau nha. Dạ rồi. Em là Âu Dương Super Soy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ còn em là Vanilla Bảo Bảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em là vui. Mỗi đứa nói một câu đi. Từ mấy đứa ơi. Dạ nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ em cũng biết nói gì nữa. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm của em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con sô đá ma. Em hát quá trời, xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ, chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi, rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy. Dạ. Trời ơi sao có duyên dữ vậy? Em chủ nhà nó có duyên chị. Dạ. Tính năng nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này, hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Thôi được rồi, còn em? Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Ừ. Bị em bán keo kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè, thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi, cho nên hai em chào khán giả. Chúng tôi nó nghe nè, hai đứa đều giùm chị xíu được không? Dạ. Đúng lại chúng tôi nói một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao. Tao 2 3 là vô nha. Rồi 2 3 xin kính chào tạm biệt. Mày nó qua tao nói rồi. Chào tạm biệt. Thôi hẹn gặp lại. Phải gặp lại cho nó một lần. Cắt máy hết. Dạ. Rồi xong rồi em về đi. Về. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị. Dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu. Cho cái hình này ôm hết cho em cho đẹp đẹp. Yên tâm đi. Tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ. Cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à.
Tụi em nãy giờ không chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần á chị. Dạ em dạ. Có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Khoan, còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. Ủa? Có show. Dạ bây giờ mình ra cái chuyện ngoài luôn. Nè, bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nè. Show đẹp không chị? 6.000 chỗ. Mà lép mười mấy mét. Chị nói. Nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mặt khán giả 6.000 chỗ mà họ có sung không? Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó, chọc máu lửa lắm. Trời ơi tôi chết rồi, hát 6.000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu, chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới, mình vực dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Vậy chứ được, 6 người mà quên. Ôi quá vậy em. Chắc em vui lắm à. Trời ơi không đâu em ơi, sụng dữ lắm, mấy người đó coi vậy bị biết thưởng thức lắm á nghe. Okay. Bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Cái show là vui. Thôi bây giờ tụi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà em tưởng là show lớn chứ nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2.000. Dạ. Nhiêu? Thôi ngàn thôi cũng được. Ngàn. Dạ thôi ngàn đi chị. Dạ. Ngàn sao đủ tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? 2.000. Đâu có ngàn cũng dư mà chị. Ngàn 20 triệu á. 2.000 đô. Ngàn đô. Dạ ngàn đô. 1.000 đô. Dạ, thì đó dạ. Chị có làm khách sạn cho em không? Ở năm sau được không vậy? Dạ, chị chỉ mướn cho cái gì? Dạ 4 sao cũng được, 4 sao cũng được. Dạ, dạ. Sao? Thôi thiệt 3 đi, thiệt 3 sao cũng được. Dạ. Em ơi hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa hả em? Quận 8 mà chị? Ừ. Em tưởng đi tỉnh. Dạ, thôi hai quận 8 cho em cái xe 16 chỗ em có vũ đồn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giờ mấy cho cái xe ba gác cũng được. Dạ khỏi chị dạ. Ba gác tụi em bao nguyên chiếc dạ. Xe riêng của tụi em rồi. Không mấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi, cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó, người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em? Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên cậu có tiền. Bôi dưỡng thì son phấn rồi dạ. Săn cọ cho tụi em. Dạ được rồi đấy. 350. Từ 1.000 xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó là chị tính cái tiền ông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi, em gắn 4 cặp mi, em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bo em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không em cũng nóng này, ai nóng mà nghe. Em là em bực lắm. Em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ. Cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành em bán cho kéo bao nhiêu năm giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi, em sắm một bộ đồ trắng này tới 120.000 lận đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem rồi, chị thấy không? Tội nghiệp của em quá mà. Nè hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách. Em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được? Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về! Không có show sĩ gì hết á. Cái show là show từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? 1.000 đô, 2.000 đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra? Về! Cưng ơi! Mấy ảnh ra tới nơi rồi kìa. Con điên này sao nó dư hơi quá, có ai mà giữ nó, nhà nó trả tiền cho thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngày trời ơi, nó có chiếc nhà chứ trời. Mấy ngày ăn gì? Nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á. Tụi quê nhỏ này nè. Tao có tiền. Mấy chục triệu có chết.
Mấy chục triệu đó chỉ làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người, lẫn móng chó mèo, lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tôi mượn mà mấy chục triệu nó quên. Gì đó? Sao cưng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tôi luôn đi. Thì khi nào tôi có tiền tôi trả bà. Cho tiền hả cưng? Cho đi, cho đi, còn suy nghĩ gì, cho. Nhốt cái này giùm anh em. Cho đi. Nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ. Tiền đi giặt mấy con gấu này của chế. Làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa đó sao từ thiện mà. Phan Phan. Nãy giờ chế đứng chế mỏi chân, chế sửa soạn cho mấy cưng, chế đứng chế mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chế nghỉ. Đúng rồi, giờ xong rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Mình từ thiện với nhau mà. Mấy bé. Nghe chế dặn nè. Mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em. Quên đi cho chị. Dễ sợ vậy. Thôi, thôi là tôi trốn kịp. Trời ơi. Anh chạy đi, anh hãy chạy đi. Trời ơi, con bé. Trời ơi, mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi. Ủa nó chạy đi đâu nữa anh đợi. Dừa, coi như đáng đồng tiền chế bỏ ra đi, cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn quá đòi làm ngôi sao sao? Sao chửi thường tượng em? Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy? Để cảnh cáo mày đó nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như nó, tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mẹ ở nhà đi. Ờ chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ, tao mua đồ về tao nấu nướng. Mày nên nhớ, khi mà tao đi chợ Sài Gòn, tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách, phải có khách. Không thôi tao trừ luôn mày nghe chưa? Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa. Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng về lên tới 5. Mày phải làm mãn đời cho tao nghe chưa? Gì kỳ vậy trời. Bây giờ sao? Dạ. Bây giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách chỉ đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụn sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này. Giao một cái nhiệm vụ thì là vô duyên trời ơi. Tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ô bị điên, sao tự nhiên có khách, một khách nó tự nhào nó nhào vô chứ làm sao mà có khách.
Tự nhiên cái đi chơi về mà có khách, tự nhiên hôm nay chị ta đang đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chuyện? Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha, đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không vậy? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? À, quên. Đúng là quán ăn? Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ... anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu... dạ. Có những thực đơn gì? À, à, anh là khách anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì? À, vú thỏ. Dạ, đó. Cánh cào cào, nướng muối ớt, đồ đó. Dạ. Sao món quái vật không vậy? Vậy đó, nó, quán em nó cũng này. Tôi nhìn đi. Dạ, dạ. Thường thôi. Nha, thường thôi. Dạ, dạ, dạ. Đối với tôi, thường thôi. À, anh là doanh nhân, em hiểu mà. Anh nhìn anh mặc sang trọng là em thấy là anh cái đẳng cấp anh cao lắm. Dạ. Cho tôi biết thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ, nước uống ạ. À. Dạ, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối, em muốn uống nước nào? Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À, thế nào là nước suối và nước thế nào là nước không suối? Dạ, nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc của nó là cái nguồn suối, suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước cái từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng, một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này, chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Đó, mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó à. Thì lá chè nó cũng như là lá trà, lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè, nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À. Gần hiểu, gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó lại là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ, nó là chè đậu xanh. Thôi bây giờ chè đậu xanh nó lại chè đậu xanh đi mà đặt nó hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi cho một ly chè xanh. Bữa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh, đợi chút xíu có chè xanh vào đây. Đây đây, chè xanh có đây, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Và cho anh đây, đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh. Ha, mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè. Nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống. Chè xanh? Dạ, uống thử xem. Được có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè. Mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi, rất hiểu, là ngon. Tất nhiên. Đó. Ta nghe là anh đừng có vội vàng. Em phải nói cho anh nghe cặn kẽ đến hiểu tại sao nó là chè xanh, anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không chịu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng. Người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Anh đừng có vội, ha. Đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh. Thì đông lạnh nó mà ngon đó, anh thử uống thử coi, nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Dạ. Đơn giản là như vậy nè, thấy không? Khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá, chứ còn người ta bỏ đá bào, đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép đá trà đông lạnh, nó rất là ngon. Cứ uống thử cho em nghe. Đậu ngu. Dạ. Thấy sao anh? Thấy khác không? Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mới gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề nghề gì mới uống ly trà đá quảng cáo vậy, rồi kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Ủa, thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. À quên. Mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ.
ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Chị là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh. Không có gì khác nữa. Không lẽ quán ăn giờ phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm, sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Phải bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà không hiểu này nó quen quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em. Bây giờ đây, cậu nhìn đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi, là một khách hàng bước vào quán này. Và tôi như cậu đi. Dạ. Đúng chưa? Ăn uống xong rồi, người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả? Người ta nhức đầu. Thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Làm sao? Tôi sẽ làm bồi còn cậu là một người khách. Dạ, yeah, đúng chưa? Nhìn đi. Đưa đây. Không hiểu. Đó, bây giờ tôi như cậu nè. Chào ngài, mời ngài ngồi. Ủa vậy hả, là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó. Ồ, lâu lâu mới có người mời lại mình ta. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. Chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ trước khi tính tiền đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra đưa tiền cho mình. Đau anh. Đau anh. Đúng không? Đau anh quá. Đau anh. Cái gì vậy? Vuốt cho họ hỏi bóp cho mình mới được. Đừng vuốt nhột. Đau. Cái gì vậy? Đừng vuốt. Anh, tôi nói anh nghe. Đừng. Cái gì? Từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó. Khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Bây giờ muốn cái gì? Tự anh nội điên hồi sáng thì đập tổ cái thứ gì đó mà. À, bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cũng muốn. Ông là ai? Gì dữ vậy đây nè. Sao bạn nhìn nè, đó. Qua đây đi. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị massage hả? Đúng, massage sauna hả? Thì muốn nói nghe, anh em mình làm việc chung với nhau đúng không? Bạn thì chạy bàn, còn tôi thì lo công chuyện mất xa. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình tắm bớt chút hơi rồi cho họ khỏe khoắn trả tiền, đúng không? Mà nhiều khi mà bạn chạy bàn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn không tính tiền luôn. Định xin vô quán này làm luôn hả? Đây mà chỗ khi nào về nè, mình chờ được không? Khỏi chờ. Tao tiếp mày luôn nè. Bà cậu nội mày đi chưa hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm chuyện hả? Qua đi. Đứng nổi rồi. Có đi chưa? Hả? Muốn giỡn mặt cái tôi hả? Từ sáng tới giờ rồi. Hả? Đi ra. Đùa thiệt hả? Cái gì đó? Đi làm gì vậy? Mà. Nè. Dạ, dạ. Đáp xuống chị. Dạ, chị đáp xuống. Dạ, đây nè. Chị cứ đáp xuống. Dạ, hết sức thoải mái. Dạ. Em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ. Em chị giận quá. Dạ không được thì thôi, em vào đi. Dạ. Mày bỏ luôn cho tao. Dạ, em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vô mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì sao? Em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ. Em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình,
Bây giờ có một người khách vào đây mà mày đuổi lên làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền. Nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả. Mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay, mày phải tiếp một người khách cho tao. Còn không, thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng. Hiểu chưa?